Bao nhiêu trong số quý bà con đã kéo được cây 1 thì comment số 1 dùng cho Khánh nha. Bao nhiêu trong số các bác bây giờ mới bắt đầu tiến hành thì hãy comment số 2 dùng cho Khánh nha. Hôm nay thì em Khánh đang có mặt tại Ekpam. Ekpam mọi khi thì quay cái vườn này cũng khá nhiều. Đây là bác chủ vườn thì bác đã kéo xong một cây rồi. Lá bắt đầu lụa rồi. Bao nhiêu trong số các bác ở đây là thấy dàn lá ok không? Đẹp thì comment xuống dùng cho Khánh nha. Lá rất chia to, rất chia đẹp, rất chia dày, rất chia là xanh, đúng không ạ? Đúng quy trình thì nó sẽ ổn thôi. Năm ngoái thì bác chủ vườn bảo là lá không đẹp như năm nay, nhưng mà thu cũng rất ổn. Năm nay thì chắc là hứa hẹn được một mùa vụ nó sẽ ngon hơn rất chi là nhiều. Hy vọng là giá sẽ bền vững, giá sẽ tốt như năm vừa rồi. Đó là câu chuyện của bác chủ vườn chia sẻ nhá. Anh em Khánh nghĩ rằng giá cả thì chắc cũng sẽ ổn thôi quý bà con, đúng không ạ? Thì các bác có thể xem dùm em Khánh này. Đó, rất nhiều. Đó, bạn Caramel quay sang đây tí này, đấy. Cây đọt lá đã mở hết rồi. Quản lý dày ok, không vấn đề gì cả. Hơn nữa thì bao nhiêu trong số quý bà con mà muốn cho cái cây đọt nó đi thật là đẹp, thật là khỏe thì đây là một trong những cái giai đoạn mà mình phục hồi, mà giai đoạn là mình phải đầu tư vào gốc rất chi là nhiều. Đợt sau mình làm bông thì quý bà con không còn cơ hội để bỏ gốc. Đây là cái cơ hội để mình có thể chăm sóc và phục hồi cây nó rất chi là tốt, đúng không ạ? Muốn cho cái dàn lá mà nó đẹp, mà nó mở ra, nó đi thật là mạnh như thế này thì dùm em Khánh nhé các bác. Cương quyết là nhớ cho em Khánh là phải giải độc cả gốc, giải độc cả ngọn cho em Khánh, giải độc cả bộ lá cho em Khánh. Tại sao phải giải độc ạ? Có rất nhiều vườn mình phải giải độc 2-3 lần liền chứ không phải là một lần không nhá các bác nhá. Rất nhiều bà con này sai, đó là mình chỉ giải độc có một lần thôi. Đó, phải giải độc nhiều lần dùng em Khánh. Cơi đọt thì nó đi rất ok rồi. Thì vườn này thì làm thêm một cơi đọt nữa thôi. Làm thêm một cơi đọt thì cơi sau thì sẽ làm bông Tết rồi. Bây giờ thì Tây Nguyên mình, đặc thù Tây Nguyên mình thì tầm cỡ độ khoảng một tháng nữa là ngắt mưa hoàn toàn. Ngắt mưa hoàn toàn nha quý bà con nha. Còn bác nào mà đang ở cánh như Cờ Rông Năng, E Tó, E Tân thì bây giờ mới bắt đầu cắt. Thì thời tiết thì bắt đầu se lạnh rồi, bắt đầu chuyển giao mùa rồi. Các bác phải nhanh tay nha, nhanh tay mình phục hồi. Giai đoạn này thì một số các cái khu vực thì chỉ kéo được một cơi. Như khu vực này thì kéo được hai cơi. Lá rất chi là to, đúng không ạ? Nó mở ra là nó đã xanh rồi. Bác chủ vườn rất chi là đầu tư. Mỗi lần bác phun thì bác đều cho combi, maze kém nhiều để cho cái lá này nó xanh và nó mướt được dày. Tiện đây thì chia sẻ luôn cho quý bà con là rất nhiều bà con hay dùng các cái dòng như là humic để phun lên lá thì lá nó dày, nó xanh, nó xanh trông thấy và thậm chí nó xanh đen luôn. Nhưng mà lời khuyên của em Khánh thì em Khánh đã gặp rất nhiều rồi, 3-4 năm trước em Khánh đã gặp rồi. Nó làm bịt mất các cái khí khổng này, nó làm không quang hợp được. Nhìn thì dàn lá rất chìa đẹp nhưng mà đến lúc mà vào nuôi trái thì rất chìa dễ bị dụng sinh lý vì nó quang hợp nó yếu nha các quý bà con nhá. Nên các bác nào mà đang mà lấy humic mà phun lên lá thì tuyệt đối là không nên nhá. Đó là cá nhân và cái trải nghiệm của ông Khánh nhá. Lời khuyên của ông Khánh là không nên. Để các bác có thể xem cả vườn rất ok.